Tamiso thì nó sẽ dao động từ 70 cho đến 200 củ. Ngân 98 khoe mỗi đêm kiếm được 200 triệu đồng, tiết lộ nghỉ hưu sớm ở tuổi 27. Từng là cô gái bị miệt thị vì có quá nhiều những drama cùng với cách ăn mặc phản cảm, nhưng Ngân 98 của hiện tại lại thay đổi dữ dội từ việc ăn mặc kín đáo, thường xuyên đi chùa, khiến cho netizen ngày càng bất ngờ. Biết 2 cộng 2 bằng mấy không? Không. Sao vậy? 2 cộng 2 bằng 3. Ô trời ơi, 2 cộng 2 bằng 3, giỏi quá. Cô nàng cũng tiết lộ mỗi đêm giá cachet đi làm DJ của mình rơi vào con số từ 70 đến 200 triệu đồng. Cô đang đặt mục tiêu là sẽ ngưng làm nghề vào năm sau, vì trong giới DJ, cô dường như bị mọi người tẩy chay và ghét rất nhiều. Con muốn là có một cái cuộc sống nó bình yên hơn nữa. Mọi người thấy con làm cái nghề DJ nữa hả? Nó vừa thị phi, nó thị phi nhiều lắm. Nó thị phi mà nó vừa dập nữa. Tại vì con bị ghét nhiều á. Trong giới DJ là người ta tẩy chay hoài á. Vì bắt đầu muộn hơn người khác nhưng lại được quá nhiều ba lớp săn đón. Ráng đi làm DJ năm nay nữa, có khi là năm sau con giải nghề té mọi người. Cô nàng cũng không quên tiết lộ cho khán giả biết về cơ ngơi ở tuổi 26, nhà penthouse 80 tỷ, đang xây một khách sạn 60 phòng ở Đà Lạt và hàng loạt những bất động sản có giá trị cao. Nguồn thu nhập chính của Ngân bây giờ đó là bất động sản và khách sạn. Ngân đang hoàn thiện một cái khách sạn 60 phòng trên Đà Lạt nha mọi người, trên một cái nơi mà Ngân rất là thích, đấy, mát mẻ, đồ ăn ngon. Nếu trước đây cô nàng thường xuyên lên mạng xã hội với những phát ngôn thiếu chuẩn mực, thì Ngân 98 của hiện tại chỉ thích cuộc sống yên bình, kiếm tiền và lo cho gia đình. Cô cũng không còn đôi co hay hơn thua với người khác về những ý kiến tiêu cực về mình. Thậm chí Ngân 98 cũng khá bất ngờ vì hiện tại cô được khán giả yêu thương nhiều hơn lúc mới nổi tiếng. Đi diễn mặc đồ sexy nhưng phần đông khách lại là nữ giới, khiến cho cô hạnh phúc với công việc hiện tại rất nhiều. Các bạn nghĩ sao về sự thay đổi của nữ DJ Ngân 98? Hãy để lại chia sẻ cho mình nhiều biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!